Ok, ở đây thì mình đang xem ở trên team view cho một cái anh này ở trong Hải Phòng và đang setup cho anh ấy cái microphone, cái áo. Thì mình sẽ xem là cái microphone nó nhận chưa. Ok, xem nào. Đây là mic của C920 này. Chưa nhận mic rồi. Alo, mic chưa nhận đâu anh ơi. Chưa nhận nhá, mic chưa nhận đâu. Xem lại cái mic đi. Xem lại cái mic đi. Alo. Alo 1 2 3 4 nghe rõ không ạ? Xem lại cái mic đi, xem lại cái mic đi. Xem lại cái mic đi. Nhưng còn gì đến cái này đâu. Start control window làm gì? Gõ vào cái mic ấy. Gõ vào cái mic, đầu mic ấy, nếu mà chưa nhận, tức là cái nó chưa đúng là mình bật công tắc lên chưa? Công tắc của mic. Nó có một cái cần cái gạt lên đấy. Alo làm gì cả? Alo để làm gì? Bây giờ anh ấy đi. Có cái mic đấy chỉ cần lấy cái tay gõ vào là biết ngay là mic có nhận hay không mà. Không phải alo gì đâu. Không nghe gì ạ? À? Trời ơi. Cắm tai nghe vào. Cắm tai nghe. Gõ vào đầu mic ấy. Gõ vào cái đầu mic ấy, nếu mà không gõ đầu mic được thì làm sao mà lên được. Chưa nhận, đây là mic của Mai, đây là mic của ấy thôi. Mic rõ này còn gì? Alo. Nghe được chưa? Rõ lên đây còn gì nữa. Alo. Đâu rồi?
Nghe thấy rồi nhưng mà không, bên kia không nghe được. Ôi giời. Cái mic này chưa, anh chưa nhận được đâu. Đã nhận đâu? Mic chưa đã nhận đâu mà ấy, anh gõ cái đầu mic ấy. Nó chưa nhận. Trên này đã nhận đâu, trên này đã có nhận gì đâu mà ấy. Anh gõ vào cái đầu mic, nếu mà nó lên lên phần sóng này này thì là được, còn nếu mà gõ đầu mic mà chưa lên tức là mic chưa nhận. Xem lại cái gần gạt ấy, cái gạt hoặc là xem lại lắp pin đúng chưa, xem đầu cái lắp pin xem đúng chưa. Không phải alo gì cả. Chưa nhận rồi. Không, đây là mic của C920 mà. Đây là mic của Cam. Còn gõ vào cái đầu mic chỉ lấy cái tay gõ nhẹ vào cái đầu mic nó lên thì tức là nó lên. Còn mic cái chưa lên rồi, gõ đã lên đâu. Lấy cái tay đầu tay gõ vào cái đầu mic mà chưa lên, chứ còn đây chưa lên. Mic chưa nhận đâu, anh xem lại lắp pin đi. Cái pin lắp chưa đúng rồi, pin hoặc là cái cần gạt. Hoặc là do cái dây chia của mình là dây chia không, dây chia của anh là dây chia loại gì? Dây chia màu gì? Có hai màu không? Hai màu đúng không? Có đầu mic và đầu đầu tai nghe đúng không? Thế một bên là màu xanh, một bên là màu đỏ à? Thế thì được rồi, thế thì lắp vào xong rồi xem lại pin hoặc là xem lại cần gạt đấy, cái gạt đấy là gạt, nếu mà gạt lên thì sẽ dùng pin, còn nếu mà gạt xuống tức là không cần dùng pin. Bây giờ thử cả hai cách, cả gạt lên cả gạt xuống. Xong rồi mình lấy cái đầu tay, mình lấy cái ngón tay mình gõ nhẹ vào cái mic nó lên ngay mà. Lấy ngón tay thôi, gõ nhẹ vào cái đầu mic ấy mà nó lên. Sóng này là tức là được, gõ đi gõ nhiều lần thôi. Sao lại quá mạnh thế, lấy ngón tay mà. Ôi giời, ông đấy không sao nhỉ. Chỉ cần lấy ngón tay thôi mà gõ vào cái đầu mic là nó lên. Tức là nó lên cái sóng sóng âm này này. Còn nếu mà không phải gõ bàn đâu, sẽ gõ bàn thì chỉ cần lấy ngón tay đập nhẹ vào cái đầu mic thôi mà. Còn nếu mà nó không lên được thì có lên không? Chưa lên là chưa lên thì chưa nhận rồi. Bây giờ xem lại cái pin nó lắp đúng chưa, xem cái đầu pin, cái đầu chiều chiều pin đúng chưa này. Xoáy cái pin ra xong rồi xem lại cái chiều pin ấy, chiều dương là hình như là hướng lên trên sao. Sao lại lắm mic ấy nhỉ? Đây là mic gì nhỉ? Trên này có hẳn ba các loại mic này. Đây là mic của máy tính này. Mic này là mic của máy tính này, còn mic này là mic của cam này, còn mic này không biết mic của gì đây. Bây giờ lắp lại đi, à, rút rút cái này ra, rút cái dây ra, rút cái, rút rút dây ra, rút dây mic ra, rút cả cái bộ chia ra. À rồi, ok, cắm lại bộ chia đi, rồi cắm lại bộ chia, cắm lại rồi. Đây là cái mic của nó này. Rồi bây giờ mình gõ nhẹ vào cái đầu mic, gạt xuống cái phần off đi, gạt cái mic xuống off. Gạt chưa? Gạt rồi, bây giờ lấy cái ngón tay gõ nhẹ vào đầu mic. Mạnh vào. Gạt lên. Lắp pin rồi đúng không? Gạt lên. Không có pin à? Có pin không? Có pin đúng không? Lắp lại pin xem. Gạt lên, gạt lên. Đừng tháo pin ra vội, gạt lên đã.
Gạt đi, gạt đi. Rồi, gõ vào đầu mic. Có thanh nhá. Đấy, được rồi, lắp pin sai rồi. Ông rút cái pin ra, ông Ok. lấy pin ra. Lắp pin khi lắp không đúng thì rồi trước bị nhầm nhầm một quả như thế. Chứ này pin nó trâu lắm. Nhầm cực đúng không? Chắc chắn là nhầm, làm gì có chuyện không nhầm. Chiều dương là đúng cái nó có cái hướng mũi tên là hướng cái dấu cộng ở trên cái thành thành của nó ấy. Dấu cộng hướng lên hay sao ấy. Và dấu trừ bên dưới hay sao ấy. Ở cái thành của cái xoay đấy nó có cái dấu. Lắp đúng chưa? Lắp đúng chưa? Rồi lên rồi đấy. Vừa thấy lên rồi mà. Ok. Hay là hết pin nhỉ? Lắp đúng cực rồi đúng không? Lắp đúng cực rồi đúng không? Có thể là pin để lâu nó khi là hết. Sao thế nhỉ? Bây giờ nhẹ nhá. Bây giờ như này. À, bây giờ mình tháo cái bộ chia ra. Mình cắm mình tắt tắt cái mic đi đã, tắt cái mic đi. Tắt cái mic nhá, nghe này, nghe này. Bây giờ tháo cái bộ chia ra này. Từ từ đã, đừng tháo vội. Từ từ. À, bây giờ nhá, sẽ làm như này nhá, là đầu tiên là mình sẽ tháo bộ chia này xong rồi mình cắm cái đầu trực tiếp của mic ấy vào cái chân của máy tính này và chuyển sang cả hai cái là vừa tắt hoặc là mở để xem là nó gõ vào đầu mic nó có lên không. Để mình biết kiểm tra là pin nó hết hay không hết. Đến ngay. Đấy, làm đúng là quy trình như vậy, rút cái bộ chia ra xong rồi cắm lại cái mic đấy vào. Chứ không có bộ chia. Đấy, lắp vào đấy. Cách để test mic để xem là có hết pin hay không hết pin. Đấy, gõ đi. Đấy, tức là đang đang tắt đúng không? Đang tắt hay đang mở? Từ từ đây đây đang tắt hay đang mở? Rồi. Nhưng mà đấy đấy đang đang tắt hay đang mở? Ờ, nhưng mà lúc ấy là cắm trực tiếp là cái mic ấy, trên cái mic là đang tắt hay đang mở? Không, sẽ đang muốn đỏ đi. Tức là cái gạt lỗi mình gạt là gạt tắt hay là gạt mở? Tắt đúng rồi, thế pin hết rồi. Tức là pin của nó bị hết. Pin pin đấy hết, pin để lâu rồi, cái pin nhỏ nhỏ đi kèm nó chắc để lâu trong cái hộp đúng không? Thì mình ra đồng hồ ấy, ra đồng hồ mình mua cái pin đấy nó rẻ mà, có mấy nghìn sao ấy. Quên quên mất mình không gửi cho cái để thêm cái pin nhà đầy pin. Bởi vì nghĩ trong cái hộp đấy thì nó pin nó lâu lắm mà lại hết. Thì bây giờ mình tạm thời mình ra mình kiếm một cái pin như thế, cái pin cầm cái pin đấy ra, pin đấy rẻ mà, ra siêu thị hoặc là ra hàng đồ đồ tiêu dùng ấy là nó có. Đấy là cách để test mic nhé. Đấy là mic này là nó hết pin, thành ra là lúc mình để không pin ấy, tức là cắm trực tiếp vào máy tính thì nó không cần pin. Nhưng mà nếu mà mình qua bộ chuyển là mình cần pin, pin là tức là chuyển sang cái chế độ là của smartphone. À, của máy ảnh đúng không? Trên thân mic này nó có cái ghi là chế độ bên trên là của máy ảnh cả máy quay, còn bên dưới là của smartphone tức là không cần pin. Thì đấy, nếu mà cắm trực tiếp vào trong máy tính ấy, là nó là chế độ của smartphone. Còn nếu mà cắm qua bộ chuyển, qua cái dây chuyển chia ấy, dây chia đấy thì là gọi là chế độ mic camera, thì cái chế độ đấy mình cần phải có pin. Pin này mình đang hết rồi, mình sang mình ra ngoài hàng hàng các hàng đều có, mà hàng một là hàng đồng hồ này, hai là hàng 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 như kiểu hàng tạp hóa ấy. Tạp hóa kiểu siêu thị ấy nó có đấy, kiểu cái pin pin 1B cái gì đấy. Thế thôi, để mình đợi tí để mình xem, đợi đợi tí để mình xem cái mẫu pin còn mẫu pin là gì. À, thân thân pin của nó có đấy, trên cái viên pin này nó có cái thông số, cái số là bao nhiêu đấy, thì mình ra mình chọn đúng cái pin đấy, có mấy nghìn cái thôi nhá. Xong rồi về nhà mình cắm làm như thế, xong mình cắm vào là nhớ này, từ từ này, khi mình cắm vào ấy là mình phải chọn cái này nhá, chọn đây là cái mic nào là mic mặc định thì mình chọn là set default. À đây, set set default này, default device đây là mic mặc định này đấy. Thấy chưa? Thì lúc mình đang nói này là nó chuyển ngay sang cái mic của máy tính này, nghe rất là rè này,
Còn đây là mình chuyển sang cái mic của set, nhớ là ở thứ cả hai nhá, thì nó sẽ chuyển hết sang bên cái mic của cam, mà là mic của cái mic đấy thì mình sẽ dùng được. Ok, từ từ này. Ngoài ra này, cập nhật thêm một cái phần mềm nhân tiện này, cập nhật thêm một cái phần mềm luôn này nhá. Là mình cần thêm một cái phần mềm để viết vẽ bảng nhé, đợi tí. Nhân tiện tặng luôn phần mềm. À, ok. Đang nâng cấp rồi đấy à? Nâng cấp chưa? À, thằng nhanh đấy nhỉ? 2 ngày là xong rồi cơ. Chỉ gọi điện nâng cái là xong đúng không? Thấy mạng nhanh mà, em thấy mạng nhanh lắm. Hôm nay thấy dùng ok lắm. Nên lên gói bao nhiêu đấy? Bảy mươi mê cả, mình khiếp đấy nhở? Thế là 350 à? 350 tháng đúng không? Sao rẻ thế? Sao sao gói rẻ thế? Dù có dùng của mạng nào đấy? À, ôi Viettel ngon đấy nhỉ, 250 mà tốc độ đường truyền khỏe không? Đấy, ngon rồi, này dạy bé nè, thế là ok rồi đấy. Đợi tí nhá, để xem. Cái nhưng mà Viettel nó có bị ấy không? Nó Viettel có khóa mạng không? Viettel của mình có bị khóa mạng không? Khóa mạng tức là nó bị giới hạn các cái kênh nước ngoài, các cái trang nước ngoài. Ở VNPT của mình là bị giới hạn một số cái trang nước Em ngoài. để ý, em có bảo cái đấy Được chưa? em không có bảo cái trang đấy. À, nhưng mà của VNPT hoặc là của có mỗi như là có mỗi FPT không bị thôi. FPT cũng Viettel không bị. Không? Một số trang tải Em torrent chẳng thích hạn. nữa coi là bảo cái Trang tải phim ấy, nó khóa lại. Nó không ấy nữa. Trang torrent, trang tải torrent. Xem là đây rồi. Ok, cái này là một cái chương trình mới cập nhật nhé. Cập nhật lên để chúng ta. Đâu rồi? Đây, cập nhật cái này lên để dùng để bút bút bảng. Cái dùng bút bảng hay lắm. Bút bảng để viết vẽ hoặc dạy toán đúng không? Dạy toán đấy, dạy toán này dùng ngon này. Cái này còn dạy, cái này còn dùng hay hơn cả cái kia, mà dùng dễ dùng hơn cả cái kia. Dùng bút bảng, bút bảng cái này hay lắm. Cái này mạng khỏe không? Mua đào tí về này. Này thì mà rẻ nhỉ, đấy rẻ thật đấy, của Viettel rẻ thế. Có 250, quá rẻ. Gì đây? Ô, cài được rồi. Cài được rồi. À, được rồi. Được rồi đấy. Này là ngon rồi, mạng này tốt rồi. Ở chỗ mình là sao? À, à mình chuyển sang cái chế độ ấy đi, chế độ gọi là nó không hỏi nữa, tức là nó đang bảo vệ cái máy tính của mình mà. Mình chuyển sang được mà. Bảo tắt tắt cái chế độ ấy được ở trên Win 10 ở trên. Cái ứng dụng này còn hay hơn cả cái này cơ, tức là à, hay hơn cả cái Easy này. Cái này ấy, dùng từ hai tương tự nhau, nhưng mà cái này nó dùng nó có nhiều cái tính năng mà nó dễ dùng. Hai cái này dễ dùng nhưng mà cái này mình thấy dễ dùng hơn nên mình cập nhật luôn. Mới cập nhật luôn. Nhân tiện cập nhật luôn cho bạn dùng. Đây. Dễ mà. Đây nhá. Cái này nhá, cái này mình chuyển đây này, mình hướng qua này. Cái này mình có thể nhấn vào cái phần bảng này, mình chọn theo cái bảng màu trắng và bảng màu đen, tức là nó chỉ có màu trắng màu đen thôi chứ nó không có. Đấy, đây là cái phần kẻ ô ly này đấy,
đấy, hoặc là kẻ ngang này, Ok. anh em một nhá, ô ly nhá, ví dụ như này nhá. Cái này á, nó có thể dùng được cả trên desktop, tức là cả màn hình của mình, viết trực tiếp trên màn hình đây, phần show desktop đây thì là màn hình, và viết vẽ ra trên màn hình đấy, được chưa? Dùng chuột này thì là dùng bình thường như của màn hình bình thường đấy, hay lắm. Cái này viết này, đây là chọn màu này, chọn màu này, nhấn vào cái biểu tượng nhỏ nhỏ này, chọn màu này đấy, màu vàng này đấy, rất là đơn giản đấy, tẩy này, chọn vào đây chọn xóa hết này, hoặc là xóa từng phần này, xóa hết này đấy, chọn bút kiểu highlight này đấy, bút này đấy, chọn laser này đấy. Đấy nhá, bây giờ nhá, cái này chọn vẽ hình này, à, cái này có hình vẽ này, mình chọn vào hình phần chọn vào hình các hình này, hình thù khác nhau này đấy, đấy nhá, chọn hình này, giờ dùng bảng này, quay lại dùng bảng này, dùng bảng cũng thế thôi, chọn màu bút ở đây, chọn cái dùng bút bảng hay cực kỳ luôn, bút bảng hay lắm đấy, chọn nét bút đây, nét bút đây, nét đậm nét nhạt đây đấy, giới thiệu qua hướng dẫn qua luôn. Đây là chọn tẩy, tẩy đấy, tẩy từng phần đây đấy, còn tẩy hết đây đấy. Ok. Đây là tạo thêm các cái bảng đây, tạo thêm các cái phiên bản đây đấy, tạo thêm các phiên bản, ấn nhầm rồi đấy, đâu rồi, chạy đâu rồi, Đây. chả nhìn đâu rồi. Đâu nhỉ? Ở dưới dưới chiếc không dưới chiếc PC. Chứ nhìn đâu? À đây đây đây, đây. Nằm tít này. Đấy, đấy đấy, cái này nó còn dùng cả web này, hay lắm, nhưng mà đây là vẽ hình này. Hình vẽ lại ở đây này. Đấy, kẻ đường thẳng này. Đấy, kẻ hình tam giác cân này. Tam giác này. Ok. Đấy, hay lắm. Cái này dùng thì đỉnh của đỉnh rồi. Đấy, AB này. Cái này di chuyển này. Di chuyển này. Cái này chọn từng phần để di chuyển này. Ở đây, quét đây. Đấy. Ở đây nhá, đây đây. Đây, di chuyển này. Mất đây. Đấy, di chuyển này. Hay lắm, đây là tạo các cái trang này, tạo thêm trang này, trang cũ này. Giống như cái kia chứ mình dùng hướng dẫn đấy, giống như nhau thôi, nhưng mà cái này nó có những tính năng mình thấy là nó phù hợp hơn với những cả dân dân dạy toán. Đấy, người dạy toán. Đấy, Nó có cái mấy cái thẳng nó hay. là sao? Thường sẽ áp được mấy cái thẳng hay, nhưng bình thường mình vẽ tay thì nó hơi không không Đúng hơi rồi. chuẩn. Đấy, hay mà. Đấy, mình dùng bút bảng thì nó sẽ ấy hơn. Đấy, nó sẽ viết được đẹp hơn, nhưng mà nhìn này là rất ok này, mà thứ hai là còn viết được zoom này, hay lắm này. Đấy, zoom thì mình viết nhỏ nhỏ đây này, zoom thì mình viết biết là chữ đây này, mình viết chữ nhỏ ấy, cái màn hình càng zoom to thì mình viết chữ càng nhỏ đấy, a bằng bao nhiêu này, hiểu ý không? Đấy thì viết nó sẽ đẹp hơn mà tối ưu hơn đấy, dùng dạy toán này rất thích này. Đấy, xong rồi zoom lại zoom to này, di chuyển sang này đấy. Đấy, cái phần mềm này rất là hay này. Còn nhiều cái tính năng nữa thì mình tự dùng nhé. Trước mắt là đây, vẽ hình đây. Giới thiệu qua để biết dùng. Sau đó thì tay kéo vào đây. Đấy, di chuyển. Cái chuột này để di chuyển này. Cái mũi tên chuột là di chuyển này. Còn cái này là để kéo, tức là di chuyển cả cái trang giấy như kiểu dùng cái tay để kéo giấy ấy. Đấy, cái này cũng có thể copy được từ cái khác vào tài liệu khác vào đây. Copy theo kiểu chụp ảnh vào đây cũng được, mà copy theo kiểu tài liệu cũng được, thì đấy mình tự khám phá nhá. Ok, thấy nhá, thấy là xong nhá. Anh em tí nữa về tí nữa, nếu mà em lắp pin vào ấy, nó lắp pin vào thì vào cái phần OBS ấy, thì chọn cái gì để nó lấy cái mic này nhỉ? À, lấy cái mic đấy gì? Ok, được rồi, để mình hướng dẫn cho. Đây, đợi tí. Cái này muốn ẩn nhá thì mình ấn vào đây này, ẩn này, ẩn đây nhá, ẩn ẩn chỗ này này, đây này, Ctrl H này, Ctrl H này, hoặc là nhấn quay video là podcast này, quay lại cái bài giảng của mình là podcast trong cái phần mềm này luôn này, không cần qua phần mềm khác nữa này, hay lắm. Còn OBS này thì nó đơn giản thôi, OBS này thì mình cắm mic, xong rồi mình chọn cái phần mic ấy, mình nhớ phải dùng cái tay gõ gõ để xem mic nào là mic mình muốn dùng đấy,
đây nhá, đấy, ui đẹp dài thế nhỉ. Đấy, đây này, đây là mic của camera này, rất là lớn này. Còn đây là mic của máy tính này. Đấy, không phải alo đâu, đừng alo thì lấy cái tay gõ gõ nhẹ vào đấy là mình biết là mic nào, chứ alo thì tất cả các mic nó đều chạy. Lấy cái tay gõ nhẹ vào cái mic ấy, vào cái camera thử gõ vào xem. Cái camera của mình ấy, cái camera C920 của mình ấy. Mình gõ nhẹ vào đấy. Đấy. Đây, còn đây mình chọn mic đây, mình nếu mình nó mình muốn chọn mic nào mình ấn vào đây. Mình đổi mic ấn vào chỗ biểu tượng này này, biểu tượng bánh răng này này. Xong mình chọn vào property. À đây chọn vào advanced. À mà nhầm. Đây. Property. Đây, property đấy là mình chọn. Được chưa? Đó mình chọn lại mic xong rồi mình tắt cái mic đi, tắt cái một cái mic mình không dùng đi. Tắt thì ấn vào đây này. Đấy, một ấn vào đây hay là kéo xuống đây. Cũng được mà ấn vào đây cũng được, tắt đi. Ok. Hoặc là ấn rồi. Đấy, thì mình điều chỉnh cái đó. Đấy, thế là ok rồi đấy. Hoàn tráng rồi. Thế được rồi. Nhá, thế nhá, xong nhá. Ok. Ok, cảm ơn anh ạ. Ok. Đó.